Tháng 12, ác mộng của Man United đang dần trở thành hiện thực bởi họ bắt đầu cho thấy sự bất ổn khi phải đối mặt với những đối thủ từng cứng cựa hơn so với tháng 11. Từ việc bị loại khỏi UEFA Champions League, Quỷ Đỏ nhiều khả năng sẽ bị đánh bật khỏi cuộc đua top 4 nếu tiếp tục để mất điểm trong trận đấu quan trọng sắp tới. Và trước mắt sẽ là đại chiến với Liverpool ngay tại hiệp địa Anfield. Từ Klopp vừa thua trận đấu cuối cùng của mình tại Europa League, nhưng đó là bởi Jurgen Klopp đã cho nguyên đội hình chính của mình nghỉ ngơi để sẵn sàng tiếp đón Man United vào cuối tuần này. Sân Anfield luôn là mảnh đất lành ít dữ nhiều đối với Manchester United trong thời gian gần đây, mà cụ thể nhất là Quỷ Đỏ đã nhận thất bại thảm hại trước Liverpool với tỷ số 0-7 ở mùa giải trước. Thậm chí đội bóng huấn luyện viên Erik ten Hag còn không ghi được bàn thắng nào khi phải làm khách trên sân Anfield trong nhiều năm qua, với những con số thống kê nghiêng hoàn toàn về đội chủ nhà như vậy. Liệu có ánh sáng nào dành cho Man United? Xuyên suốt chiều dài lịch sử của hai đội bóng Liverpool và Manchester United đã từng gặp nhau 186 lần. Man United vẫn đang là đội chiếm ưu thế hơn với 72 chiến thắng, trong khi Liverpool từng có 63 lần đánh bại đối thủ. Tuy nhiên, trong vài mùa giải gần đây, Liverpool đang hoàn toàn chiếm thế thượng phong nếu xét về thành tích đối đầu. Nếu chỉ tính trong các trận đấu chính thức, Manchester United chỉ có duy nhất một chiến thắng trong 5 trận đấu gần đây nhất. Đó là trận đấu lượt đi ở mùa giải trước diễn ra trên sân vận động Old Trafford. Thầy trò luyện viên Erik ten Hag đã đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1 nhờ các pha lập công của Jadon Sancho và Marcus Rashford. Còn lại, Quỷ Đỏ thường xuyên phải chịu những thất bại muối mặt khi đối đầu với đối thủ này. Chẳng nói đầu xa, ngay tại Anfield mùa trước, Mo Salah và các đồng đội đã vùi dập Man United với 7 bàn không gỡ. Đó là một cú sốc cực lớn, không chỉ với nửa đỏ thành Manchester mà còn với người hâm mộ bóng đá nói chung. Họ gọi đó là thất bại thế kỷ của Man United, bởi lần gần nhất đội bóng này thua đậm đến thế đã xảy ra cách đây 93 năm. Trước trận thua đó, Man United cũng từng thảm bại 0-5 trước Liverpool tại Old Trafford. Điều người ta nhớ nhất ở thất bại đó là cảnh các cổ động viên của Man United bỏ về ngay sau khi hiệp 1 trận đấu kết thúc. Họ đã cảm thấy quá đủ và ban lãnh đạo đội bóng cũng thấy quá đủ. Sau đó Ole Gunnar Solskjaer đã bị sa thải. Anfield đang là pháo đài bất khả xâm phạm mỗi khi Liverpool đón tiếp Man United trên sân nhà. Nếu chỉ tính riêng ở các trận đấu chính thức, lữ đoàn đỏ đã trải qua 8 trận đấu không để thua trước đối thủ. Lần gần nhất Man United có chiến thắng đã từ tháng 1 năm 2016, khi Louis van Gaal vẫn còn dẫn dắt đội bóng này. Wayne Rooney là người ghi bàn duy nhất để đưa Quỷ Đỏ đến với chiến thắng. Liverpool không chỉ đang nhận được sự ủng hộ từ tiếng nói lịch sử, đội bóng này còn đang có một phong độ tốt hơn hẳn so với đối thủ Manchester United. Trong 5 trận đấu gần nhất trên tất cả đấu trường, đội bóng huấn luyện viên Jurgen Klopp đã giành tới 4 chiến thắng. Thất bại trước Union Saint-Gilloise không mang quá nhiều ảnh hưởng vì đó chỉ là trận đấu thủ tục tại vòng bảng Europa League. Trong khi đó, Man United vừa đối mặt với cú sốc khi họ bị loại khỏi vòng bảng UEFA Champions League cũng như các cúp châu Âu nói chung. Trận thua với tỷ số 0-1 trước Bayern đẩy đội chủ sân Old Trafford xuống vị trí bét bảng A và kéo theo hàng loạt kỷ lục tệ hại mà đội bóng này đang sở hữu ở đấu trường cúp châu Âu. Lực lượng của hai đội bóng ở trận đấu tới đây cũng là điều mà đông đảo các cổ động viên rất quan tâm. Man United đang gặp phải cuộc khủng hoảng lực lượng thực sự khi những trụ cột của họ liên tiếp dính phải các chấn thương và được dự báo sẽ không thể có mặt trong trận đại chiến rất quan trọng này. Trong khi đó, Liverpool không chỉ có cho mình lợi thế sân nhà mà với việc hầu hết những cái tên quan trọng được nghỉ ngơi, không phải ra sân tại Europa League, Jurgen Klopp cùng các học trò đang chuẩn bị sẵn sàng để vùi dập Man United. Manchester United có thể thiếu vắng tới 13 cầu thủ đội 1 trong trận đấu quan trọng tại Premier League với Liverpool vào Chủ nhật. Cuộc khủng hoảng nhân lực tiếp tục hành hạ Quỷ Đỏ và gián tiếp đe dọa trước ghế nóng của luyện viên Erik ten Hag. Nhà cầm quân người Hà Lan đang phải chịu áp lực ngày càng tăng sau khi chứng kiến 3 trận thua trong 4 trận gần đây nhất của Manchester United, bao gồm cả trận thua hôm thứ 3 trên sân nhà trước Bayern Munich, khiến họ bị loại khỏi cúp châu Âu. Man United thực sự là đội chiếu dưới ở Anfield, với Liverpool đang dẫn đầu bảng Premier League với 37 điểm. Đoàn quân của Jurgen Klopp cũng đã đánh bại Man United với tỷ số 7-0 trong trận đấu tương tự mùa trước. Nhưng đáng lo hơn cho huấn luyện viên Erik ten Hag khi đối mặt với nhiệm vụ khó khăn trong cuộc chiến gai góc với một đội hình đã suy kiệt nặng nề. Bruno Fernandes sẽ bỏ lỡ trận đấu do án treo giò sau khi đội trưởng ở Bồ Đào Nha nhận thẻ vàng thứ 5 trong mùa giải vì phản ứng trọng tài trong trận thua Bournemouth 0-3 trên sân nhà cuối tuần trước. Lisandro Martinez, Casemiro, Tarun Malacia, Christian Eriksen và Amad Diallo chắc chắn đều sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách đến Anfield. Man United cũng có 6 cầu thủ được liệt vào danh sách cần đánh giá thêm. Marcus Rashford và Anthony Martial đều bỏ lỡ trận thua Bayern và không rõ liệu họ có kịp bình phục để đối đầu Liverpool hay không. Mason Mount đã không thi đấu hơn 1 tháng, trong khi Harry Maguire và Luke Shaw đều bị buộc phải dừng thi đấu trước hiệp 2 trận gặp Bayern. Victor Lindelof cũng bị nghi ngờ do chấn thương chưa xác định nhưng đã trở lại tập luyện vào đầu tuần này. Ten Hag cũng đã loại Jadon Sancho khỏi đội 1. Cầu thủ chạy cánh này đã không thi đấu kể từ tháng 8 sau khi công khai đặt câu hỏi về động cơ của huấn luyện viên khi để anh ngồi ngoài trong trận thua Arsenal vào tháng 9 và sau đó từ chối xin lỗi.
Liverpool cũng sẽ vắng mặt một số cầu thủ cho trận đấu vào ngày Chủ nhật với Joao Matip, Thiago Alcantara, Andrew Robertson, Diogo Jota và Stefan Bajcetic. Chắc chắn đều phải ngồi ngoài. Khả năng ra sân của Alexis McAllister thì hiện đang bỏ ngỏ sau khi gặp phải chấn thương đầu gối. Với tình hình lực lượng kể trên, chắc chắn cả huấn luyện viên Jurgen Klopp lẫn Erik ten Hag đều không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất trong trận đấu sắp tới. Về phía đội chủ nhà Liverpool, dự kiến họ sẽ vẫn ra quân với đội hình 4-3-3 với Alisson Becker đứng trong khung gỗ, bộ tứ vệ bao gồm Trent Alexander-Arnold, Ibrahim Konate, Virgil van Dijk và Kostas Simikas. Ở khu vực trung tuyến, Dominic Szoboszlai và Ryan Gravenberch nhiều khả năng sẽ đóng vai trò số 8 như mọi khi. Còn đối với vị trí tiền vệ mỏ neo, do McAllister chưa chắc có thể kịp bình phục, Curtis Jones sẽ là phương án mà Klopp tính tới khi mà Wataru Endo chưa đáp ứng được yêu cầu của chiến lược gia người Đức. Trên hàng công, nhiều khả năng vẫn sẽ là sự góp mặt của bộ ba Luis Diaz, Darwin Núñez, Mohamed Salah. Còn đối với đội khách Man United, Erik ten Hag vẫn sẽ tin dùng đội hình 4-2-3-1 quen thuộc với Andre Onana đứng trong khung gỗ. Với tình hình chấn thương của Harry Maguire và Luke Shaw, bộ tứ vệ mà nhà cầm quân người Hà Lan dự kiến sẽ sử dụng bao gồm Aaron Wan-Bissaka bên phía cánh phải, Diogo Dalot bên phía cánh trái và cặp trung vệ có thể sẽ là hai người còn lại lành lặn duy nhất của Man United, Raphael Varane và Johnny Evans. Tuyến giữa sẽ có đôi chút sự thay đổi khi Bruno Fernandes vắng mặt do phải chịu án treo giò. Có thể Sofian Amrabat và Kobbie Mainoo sẽ hợp thành bộ đôi tiền vệ trung tâm, còn Scott McTominay được đẩy lên cao nhằm tận dụng khả năng đánh hơi bàn thắng. Trên hàng công, Marcus Rashford và Anthony Martial dù chấn thương hay không cũng khó lòng có được suất đá chính bởi phong độ không tốt. Thay vào đó, Alexander Garnacho và Anthony sẽ đảm nhiệm vị trí ở hai cánh, còn Rasmus Højlund sẽ là người chơi cao nhất trên hàng công. Không Maguire, không Bruno Fernandes, không Luke Shaw, để tìm ra một cái tên có thể trông cậy vào lúc này ở đội hình của Man United quả thực là quá khó, nhưng không phải là không thể. Biết đâu trong tình thế khó khăn này, một ngôi sao mà người ta không thể lường trước sẽ xuất hiện để cứu Man United. Còn với đội chủ nhà, hãy nhìn vào số bàn thắng mà Salah ghi được vào lưới quỷ đỏ. Chẳng cần nói thì ai cũng hiểu vua Ai Cập chính là cái tên đáng sợ nhất mà Man United và các học trò phải dè chừng. Sẽ thật khó để có thể nói rằng ai là gương mặt đáng chú ý trong đội hình của Manchester United thời điểm hiện tại, đặc biệt trong bối cảnh những cái tên như Bruno Fernandes, Marcus Rashford hay Mason Mount đều không thể thi đấu, thì sẽ thật khó để có thể tìm ra một điểm tựa dành cho quỷ đỏ vào lúc này. Trong số những gương mặt có khả năng ra sân ở trận đấu với Liverpool, Alexander Garnacho có lẽ sẽ là cái tên mang tới nhiều sự kỳ vọng nhất dành cho các cổ động viên ở sân Old Trafford. Tiền đạo người Argentina mới chỉ có được một bàn thắng cùng với một đường kiến tạo ở Premier League mùa này, nhưng rõ ràng Garnacho đang là nguồn cảm hứng lớn nhất cho những đợt lên bóng của Man United khi mà tốc độ cùng với nền tảng kỹ thuật của tiền đạo này có thể mang tới sự đột biến nhất định. Không quá khi nói rằng đội hình của Quỷ Đỏ thời điểm hiện tại, chính Garnacho chứ không phải ai khác đang là người mang tới cho người hâm mộ nguồn cảm hứng để xem những trận đấu của Quỷ Đỏ. Bên cạnh đó, Rasmus Højlund cũng đang rất nỗ lực để mang phong độ ở đấu trường Champions League về với sân chơi quốc nội ở Premier League. Việc phải đối đầu với Virgil van Dijk ở trận đấu tới đây chắc chắn không phải một nhiệm vụ dễ dàng dành cho chân sút người Đan Mạch. Không để có thể mở ra thêm những khoảng trống cho đồng đội xung quanh thì khả năng hoạt động ở xung quanh vòng cấm của Højlund cần phải được phát huy một cách tối đa khi không thể có được quá nhiều cơ hội để chạm bóng. Tiền đạo này sẽ cần phải tận dụng được nền tảng về thể hình của bản thân để thu hút được sự chú ý của đối phương và mở ra khoảng trống cho những người đồng đội xung quanh. Trái với Quỷ Đỏ, Liverpool ở thời điểm hiện tại có quá nhiều mũi tấn công có thể đe dọa tới khung thành của Andre Onana. Người chắc chắn không thể không nhắc đến chính là Mohamed Salah khi mà tiền đạo người Ai Cập đã góp dấu giày vào 18 bàn thắng của The Kop ở sân chơi Premier League mùa giải năm nay. Sau 16 trận đấu ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh mùa này, mới chỉ có 3 lần Salah không đóng góp vào bất kỳ bàn thắng nào dành cho đội chủ sân Anfield. Khả năng tạo ra đột biến của Mo Salah có thể đến từ nhiều cự ly khác nhau với nhiều hình thức khác nhau mà chắc chắn hàng thủ đối phương sẽ rất khó để có thể phong tỏa được toàn bộ những phương án đó. Ngoài ra, The Kop mùa giải năm nay còn trở nên cực kỳ lợi hại bởi những phương án tấn công từ tuyến hai của những cái tên như Szoboszlai hay McAllister. Đây đều là những tiền vệ có khả năng dứt điểm từ ngoài vòng cấm vô cùng ấn tượng và chắc chắn sẽ khiến cho hàng thủ Man United chao đảo nếu Erik ten Hag không tìm ra cách bịt lại những khoảng trống phía trước vòng cấm của mình. 99% người hâm mộ cùng các chuyên gia đang có suy nghĩ Man United sẽ thua Liverpool tại trận derby nước Anh diễn ra tại vòng 17 Premier League cuối tuần này. Thậm chí phần đông tin rằng đoàn quân Erik ten Hag sẽ thêm một lần nữa thảm bại trước The Kop. Tuy nhiên bóng đá đâu có dễ đoán và giống như kiểu 1+1, chắc chắn bằng 2 như vậy. Dẫu biết là sẽ khó khăn nhưng lúc thất vọng về Man United nhất, họ lại thường khiến chúng ta phải bất ngờ nhất. Một Man United đang thiếu tự tin trong tay Erik ten Hag sẽ quay trở lại nơi chứng kiến cảnh họ nhận thất bại 0-7 trước Liverpool ở mùa giải trước. Trận đấu với Liverpool đến vào thời điểm tồi tệ nhất dưới triều đại huấn luyện viên người Hà Lan. Chứng kiến những gì đang diễn ra, cựu danh thủ Michael Owen nhận định:
Man United sẽ hơi lo lắng khi đến Anfield nếu xét phong độ gần đây của họ. Anfield là một sân vận động có thể tiếp sức chiến đấu cho Liverpool và Man United để cảm nhận được điều đó trong quá khứ. Thay vì đến đó với nỗi sợ hãi và phòng thủ cả trận, họ nên nhìn vào cách Spurs thi đấu trước Man City. Họ đã có một kế hoạch thực sự và đến Etihad mà không hề sợ hãi. Họ có thể dễ dàng thua 1-6, nhưng đó là cách duy nhất để bạn tiến bộ. Mối lo ngại của tôi với Man United sẽ là họ sẽ đến Anfield và thua 0-2. Có lẽ một số cầu thủ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vì đó không phải là trận thua 0-5 từ dự đoán kết quả 2-0 cho Liverpool. Đó sẽ là một chiến thắng khá dễ dàng nếu nhìn vào phong độ của hai đội vào lúc này. Như thường lệ, trang thống kê nổi tiếng Opta luôn sử dụng siêu máy tính để dự đoán từng vòng đấu ở EPL. Và không có gì bất ngờ khi Liverpool lại sở hữu tới 53,7% cơ hội giành chiến thắng. Trong khi đó, con số mà Quỷ Đỏ nhận được là 20,7%. Squawka thậm chí còn nhận định rõ ràng tỷ số sẽ là 3-0 dành cho The Kop. Còn với nhà báo Paul Merson của Sportskeeda, cái viết này cho rằng mọi người cứ nói đây là một trận cầu lớn nhưng thực tế thì không phải như vậy và Liverpool được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng khá thoải mái. Hãy để tôi nói như thế này, tôi sẽ sốc nếu Manchester United hòa ở Anfield hơn là nếu Crystal Palace có kết quả tốt trước Man City. Đó là một mức độ tự tin của tôi rằng Liverpool sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này vì đoàn quân của Erik ten Hag hoàn toàn ở thế yếu. Trước đó họ đã bị Bournemouth hủy diệt ở trên sân nhà và ngay cả khi nhìn vào những trận họ thắng, nó đều không thuyết phục. Tôi dự đoán Liverpool sẽ xé nát họ thành từng mảnh với chiến thắng 3-0 ở trên sân nhà. Về Manchester United, tôi nghĩ Ten Hag sẽ chỉ ném cầu thủ ra sân. Tôi không mong đợi bất cứ điều gì từ Quỷ Đỏ vì đơn giản là họ chơi chưa đủ tốt trong mùa giải này. Mặt khác, Liverpool là đội dẫn đầu giải đấu và với các trận đấu diễn ra dày đặc và nhanh chóng trong thời gian nghỉ lễ, họ nhất định phải thắng ở trận này, đặc biệt là khi trận đấu với Arsenal sắp diễn ra. Đó là tất cả những gì bạn cần biết về trận Super Sunday giữa Man United và Liverpool. Đương nhiên cả hai đội nào cũng phải giành chiến thắng. Với Man United, họ cần 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua giành tấm vé đến với UEFA Champions League mùa tới. Và trên hết là Erik ten Hag cần thắng để chiếc ghế của ông bớt lung lay sau những tin đồn gần đây. Còn với Liverpool, họ đang đua vô địch, đang dẫn đầu EPL. Đương nhiên chỉ cần sơ sẩy, ngôi đầu sẽ tuột khỏi tay The Kop ngay lập tức. Thế nên chẳng có lý do gì để lữ đoàn đỏ buông tha Man United trên thánh địa Anfield của mình. Tất cả những diễn biến của trận đấu này sẽ được chúng tôi cập nhật trên hệ thống của kênh bình luận viên Anh Quân. Hãy chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ là lời tạm biệt từ ekip sản xuất. Xin gặp lại các bạn vào ngày mai.